Đô Thành còn hả anh? Lâu ngày không thấy nữa. Đô Thành đi về với Chúa rồi em. Rồi bây giờ mình đi vô công chuyện của bạn Hot Girl nha các bạn. Thì hôm nay là Di nhận được sự ủy thác của một người bạn. Nó người bạn của Di kêu là Di reaction clip của Hot Girl đi. Nó thì thật sự thì Di cũng chưa biết cái bạn Hot Girl này là bạn nào. Thì thông qua clip Di coi bạn Hot Girl này, Di qua clip xong rồi đi vô vô Facebook coi một chút xíu thì cái bạn Hot Girl này khá là đẹp các bạn. Các bạn Hot Girl này là hot thiệt đó nha, Hot Girl thiệt chứ không phải là Hot Girl đóng một kép mở một kép. Di Nguyễn ghi cái tựa video là Hot Girl là không đóng một kép mở một kép, tức là Di nói chuyện thật, đó là Hot Girl thật, đẹp thật, hát hay mà nói chuyện cũng dễ thương nữa, hình như là người miền Nam nha các bạn. Một cô gái Nam Bộ rất là đẹp và khả ái. Thì cái cô gái Nam Bộ này có làm một cái clip để đập thằng nợ tộc đó. Thì Duy cũng rất muốn reaction cái clip này nhưng mà sợ dính yếu tố bản quyền này nọ kia thứ đó bạn, nên mình cũng ngại. Mình cũng ngại nha các bạn. Đây là mình sẽ cho các bạn coi mà thông qua cái video của bạn này cũng có cái hay á, là được hay được 1 triệu view đó bạn, được 1 triệu view nha. Đây. Đây. Nhưng mà tôi vẫn muốn trả lời tại vì bây giờ dân của tôi đang bận chống dịch Đây nha các bạn. nhân dân của chúng tôi đang bận chống dịch, những cái người mà tài năng tài giỏi, những người thông minh á, là họ đang ở tuyến đầu và những người dân họ đang lo tất bật, họ rất là lo sợ nên họ không có thời gian để trả lời anh. Tôi rảnh tôi trả lời anh nha, tôi sẽ thay mặt tôi trả lời anh, ok chưa? Rồi ok. Trước hết thì em trả lời anh như thế này nè, anh nói sao anh đặt bàn ra một cái đúng không? Hát coi, hát. Anh đặt bàn cái đặt một cái, anh nói rằng là ai hỏi gì thì nói thằng Trương Quốc Huy. Thì từ bây giờ ai mà hỏi rằng là thằng nào con nào chửi thằng Trương Quốc Huy thì nói Ngô Minh Thư chửi, Ngô Minh Thư chửi nhé, anh nhớ nha, Ngô Minh Thư chửi. Bây giờ em sẽ trả lời anh nè. Anh nói rằng là F0, F1 vô bệnh viện không có chữa trị, vô trong đó nhốt người ta trong đó, xong rồi sau đó đợi cách ly 14 ngày rồi đem ra test test test. Nói chung thì cái clip này á, cái nội dung á là cái bạn Ngô Minh Thư này bạn phản đàm lại thằng nợ tộc, thằng nợ nợ tộc khác neo tộc nha các bạn, nợ tộc nói hồi chân lộn á, nó đại loại là như thôi, nói về cái vụ gì cách ly rồi rồi không cách ly rồi thu tiền thu gì đó lum la. Thì cái video này cắt ra thì nó khoảng 15 phút, cắt ra thì nó khoảng 15 phút. Các bạn có thể lên cái video của mạng này trên cái bay là FC Ngô Minh Thư, cái bay FC Ngô Minh Thư nha các bạn, để mình vô mình kiếm mà có không, FC Ngô Minh Thư. Cũng thì kêu mình reaction cái clip này cũng biết reaction gì vợ bạn. Thì nói chung là cô gái này nói cũng đúng hết, đúng hết, đâu có gì đâu reaction. Cái thằng kia nó bị khùng mà chấp làm gì trời, nó đập bàn đập ghế tại nó mất dạy thì đập bàn đập ghế thôi, nó có ăn học đâu, nó học lớp 7 nó cũng nhận nó lớp 7 rồi, chẳng qua là cái bạn này vẫn khó thôi, hiểu không? Cái bạn này vẫn khó thôi chứ người ta ăn học lớp 7 sao người ta biết cư xử, đập bàn đập ghế đúng rồi, nó bức xúc rồi nó đập đó, nhưng mà thì nó đập trên video thôi chứ nó ra ngoài đập chỗ đó là căng à. Con bạn này cũng hơi khó, trẻ nhiều quá, không lẽ giờ mình đứng ra mình làm luật sư chứ, thằng nào tộc thì nó kỳ chứ thiệt á. Mình chưa biết bạn này là bạn nào nha. Đây đây là cái fanpage của bạn này khá là xinh, bạn này xinh thật nhưng chứ không phải xinh giả nha ba. Đây cho bạn coi, đây đây là cái fanpage của bạn này nha. Đó, bạn này rất là xinh nha các bạn. Bạn cũng up những cái hình về 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 dịch này nọ, những video về dịch. Đó, ủng hộ cho những cái chiến sĩ tuyến đầu. Đó,
và ủng hộ cho phong trào toàn dân chống dịch. Đây, tùm lum luôn, FC Ngô Minh Thư. Còn mình kéo họ là tới cái clip của bạn đó nói, và nó nói clip trong clip dài tới 5 tiếng lận. Đây, kéo, đây, clip này bạn nói đây. Cái clip này bạn nói bạn dài tới 5 tiếng lận nha các bạn. 5 tiếng lận. Rồi, cái này thì tới 1 triệu lượt view, thì các bạn có thể vô xem video gốc nha. Nói chung thì mình cũng chả biết bạn này đâu, nhưng mà thông qua cái video có người nhờ mình reaction clip này, nhưng mà thấy thì trong cái công việc này thì bạn nữ này bạn đứng ra và đập thằng kia, bạn đứng ra đập thằng kia thì thấy cũng hay hay thú vị, và được cái là bạn đẹp gái vậy thôi. Rồi đưa về nhà chứ không có chữa trị gì cả, chưa có một cái thuốc nào để chữa trị cả, ngay cả thằng Mỹ cũng đang sản xuất. Anh ơi, nó nghe nè. Không, này nữa là đam nữa này, cái em này công nhận phụ nữ khó tánh. Đúng không? Thằng nó học lớp 7 nó ngu mà. Đúng không? Thuốc thang gì ở đây? Người ta trị Covid là nhờ cái miễn dịch, hiểu không? Nó chứ làm gì có thuốc trị Covid. Thằng này nó nói ngu mà. Vậy thì tất cả những người Mỹ á, người ta phục hồi vì Covid là ta uống cái gì? Đúng không? Nên cái cứu này là thật sự á, đàn ông đàn an gì đâu mà nói chuyện ngu thế mẹ, để hở sườn cho giờ cho phụ nữ nó chọt. Ủa lộn, phụ nữ không biết chọt các bạn, phụ nữ biết chụp nha. Em nói chuyện thì em hay vuốt tóc lắm, tại mình làm điệu mà. Trước hết thì em gửi lời cho Trung Quốc Huy nè, anh mặc áo vét. Bậy rồi, cái này không phải vét em ơi. Bậy, em này kỳ quá, vét là phải giày, hiểu không? Phải giày mới là vét em. Em này thiệt tình, nó bữa đó nói chuyện không có gì tức quá. Không có gì đây, vét là nó phải như vậy đó, vét là nó phải như vậy, nó mới là vét, đúng không? Ở trong là áo sơ mi cà ra vát, tắt áo vô thùng, nút nó phải cài lại, đúng không? Nó mới là vét. Tôi nói cái ông này, ông giám đốc bên phải nha các bạn, nó còn cái đó mà vét cái gì ba bậy rồi. Nói chung là cái điểm này không đồng tình với bạn này lắm nha các bạn, cái này kỳ quá. Được ngồi trên bàn rồi nói chuyện dữ lắm, nhưng mà sao anh không nói chuyện xấu của nước anh ra mà anh đi chọc cho chuyện của nhà người ta không vậy? Bậy rồi, làm gì còn nước nào mà nói. Này nữa, em này nói kỳ quá, cái thằng đó nó vô Tổ quốc nó không có nước, đúng không? Bây giờ các bạn có gọi công nhận là công dân của nước Việt Nam không? Rồi ở đầu bên kia có ai công nhận nó là công dân của Mỹ đế không? Nó nếu mà bây giờ em nói như vậy á, thì bây giờ em ép nó quá, nó nói tao là người Mỹ nè đó, mà bây giờ em kêu nó nói về chuyện của Mỹ thì bây giờ nó có hai tình huống xảy ra. Biết tiếng Anh mẹ gì đâu, nói học lớp 7 bà làm khó quá, đúng không? Em mà nói kỳ quá, người ta học lớp 7 mà kêu người ta nói tiếng Anh, nói chuyện của Mỹ, sao đủ trình độ để mà nói trời. Còn phải sợ từng chữ ra chưa chắc nói được nữa. Nên cái này là em khịa quá nha. Em này chỗ này em khịa lắm nè. Rồi thêm cái nữa, giả sử như nó biết tiếng Anh đi, mà nó nói chuyện của Mẻo, bữa nào Mẻo đẹp trời đuổi nên nó về đâu, đúng không? Nó đâu còn chỗ để về. Nó nên em gãi kèo này ác em. Em gãi kèo này ác lắm nha em gái. Em mà nhìn chắc mặt trẻ hơn anh em nè. Trẻ hơn anh. Rồi tiếp. Mấy bạn nào muốn coi full á thì các bạn qua bên fanpage gốc bạn coi nha. Còn đây là clip cắt reaction. Phải khi mà anh ngồi trên đất Việt Nam á, mà anh nói lớn vậy á, thì tôi nể anh. Có, nó có ngồi trên đất Việt Nam rồi, ngồi 6 năm. Mà nó có nói không á, thì mình không biết. Anh ngồi ở nước người ta, nghĩa là anh chui vô trong cái hốc á. Anh chui vô trong cái hốc, xong anh ngồi anh nói mà nó lớn. Không, anh chui vô trong cái kẹt xong đầu anh mới chìa cái mỏ ra nói, chứ thử anh lên lãnh thổ đất nước Việt Nam với chúng tôi mà anh ngồi anh nói đi. Trời ơi, anh vừa vỗ cái bàn cái là anh vô trong kia anh ngồi rồi hả? Anh vỗ cái bàn là anh vô kia ngồi, sao anh muốn kể chuyện xấu của nước Mỹ? Bảy ơi, em này cứ vậy hoài, em này cứ nói gì tự nhiên vỗ cái bàn quyền của nó thôi chứ sao vô trong kia ngồi. Cái chỗ này là gì mình không đồng tình. Thí dụ như bây giờ nó ra ngoài xã hội đúng không, nó nói chuyện với người ta, nó vỗ cái bàn cái đùng á, thì người ta sẽ vỗ vô cái mặt của nó. Chứ tự nhiên vỗ cái bàn sao vô kia ngồi được, cái chỗ này là không đúng các bạn. Cái chỗ này phải đính chính lại. Đó, tại vì cái em này ở Đài Loan, đó, nhiều khi nên em nói về Việt Nam mà nhiều khi có những chỗ nó hơi sai sót chút đỉnh nha mấy em. Mấy bạn đồng ý với mình không? Đó.
mấy bạn đồng ý với mình không? Thí dụ như bây giờ em này nói là ở đất nước Việt Nam này đập bàn cái đùng là vô kia ngồi, thì cái chỗ này các bạn có cảm thấy nó sai sai không bạn? Đập bàn cái đùng thì người ta đập vô mặt nó thôi chứ, xong rồi mới cái chuyện có vô kia ngồi không không biết, nhưng mà trước mắt đó, khi mà đập bàn nói chuyện với người ta đập bàn cái đùng á thì người ta sẽ đập vô mặt nó. Theo Duy Nguyễn hiểu là vậy đó nha các bạn. Nên cô ấy thì cô ấy đam còn hiền quá. Anh ơi, anh ở bên Mỹ thì anh giống em gì nè, em ở Đài Loan thì em phải kể chuyện nước Đài Loan ha cho dân Việt Nam mình biết. Sao anh ở Mỹ anh không kể chuyện nước Mỹ cho dân Việt Nam mình nó biết? Đúng, cái điểm này anh đồng ý hoàn toàn luôn. Tức là cái em này nói ở Đài Loan thì hơn người Việt Nam ở đâu? Hơn người Việt Nam ở Việt Nam có khoảng kiến thức về Đài Loan thì cần phải kể về nước Đài Loan để cho người Việt Nam biết. Cái điểm này rất đồng tình. Cái điểm này là anh không có đam, cái điểm này không có ấy luôn, cái điểm này rất đồng tình với bạn Ngô Minh Thư nha. Đó, nhưng mà vẫn quay lại vấn đề cũ. Đó. Cái thằng kia nó ở bên Mỹ nhưng mà nó ở Mỹ, nó ở gì Mỹ tộc chứ nó không phải ở Mỹ đế, thì làm sao nó biết hết được những chuyện bên Mỹ mà nó nói? Mà nói những chuyện bên Mỹ không có giá trị thương mại, đúng không? Ta đuổi cổ nó chết. Đợt dịch vừa rồi đó, đợt dịch vừa rồi bên Mỹ đó, người dân Việt Nam cũng chết nè. Trong đó anh của tôi có một người bạn bên Việt Nam sống ở bên Mỹ và ông ta chết đó. Sao không kể chuyện bên nước Mỹ bùng dịch ra sao? Sao không kể những cái chuyện biểu tình không đeo khẩu trang thì sao? Rồi sau đó bùng dịch như thế nào? Và nhân dân ơi, và những người bên đó cứng đầu ra sao? Anh ơi! Thôi em ơi! Em nói vậy không có đúng. Mẹ cái lúc dịch đó, nó có lo dịch cái con khỉ gì đâu. Nó lo ông Trump mà. Nó lo ông Trump. Thằng nó mất dạy lắm. Lúc nước Mỹ người ta gồng mình chống dịch, dân chết như ngoe. Nó đâu có dịch. Nó lo cho ông cụ Trump, hiểu không? Nó ngày đêm nó sống chết với ông cụ Trump, mà tới lúc mà gọi là bích tách đi bóp cổ ông Trump đó, là lúc đó thằng nó trở cờ, nó sợ bị mất quảng cáo, nó sợ bị mất kinh, nên lúc đó là nó né ông Trump luôn. Nó lúc đó nó bận cái chuyện khác nha em. Đáng lẽ là cái em này nè, trước khi làm cái clip này là phải nói chuyện với anh Duy Nguyễn chút xíu nè, để anh Duy Nguyễn đưa pháo một cái, hiểu không? Nói nó mới xác. Rõ ràng đúng không các bạn? Nói nghe nè, tại sao anh không chịu kể chuyện của nhà anh ra cho Việt Nam mình nghe mà anh đi lôi chuyện Việt Nam ra anh kích động hoài? Nó làm gì có nhà bạn? Bây giờ tôi hỏi bạn, nhà là cái gì? Nhà là gia đình đúng không? Là phải có vợ đẹp con thơ, cha mẹ mẫu hệ đồ này nó kia đúng không? Thì nó mới là nhà. Còn cái này người ta đang share room ông nội, không phải là nhà. Ủa lộn, em xin lỗi. Cái này đang share room nha, không phải là hao. Anh kích động cả một cuộc đời thì anh cũng chỉ là một thằng nứt trong cái hang cái núi để kể chuyện thôi. Anh cũng là người đi xa quê hương, tôi cũng là người đi xa quê hương. Anh có dám thử không? Anh và tôi cầm cái visa tiến vô trong hải quan Việt Nam, tôi qua cửa được mà anh có qua cửa được không? Bởi vì cho nên bậy này suối nữa, gài kèo hoài gái. Cái này á là nó em qua cửa được nhưng mà nó vô cửa à, đúng không? Em á thì em đẹp đó, em đẹp có quyền em qua cửa được, nhưng mà còn nó là nó vô cửa đó. Cửa gì các bạn? Cửa gì? Nên em này có vậy, nói chuyện nhẹ nhẹ mà gài ghê quá, tối ngày dài ta không à. Chỉ có những đứa trẻ trâu của Việt Nam của chúng tôi nó ngu nó dốt thì nó mới chia sẻ bài cho anh thôi. Còn những người mà cấp bậc cao, những người mà tài giỏi, những người mà hiểu biết của Việt Nam tôi á, hầu như người ta đang bận chống dịch ha, người ta đang bận chống dịch và người ta đang là người ta đang này ha, đang thay phiên nhau trong chốt kiểm dịch, rồi người ta đang phải đi chở bệnh nhân F1 F0, người ta phải đi lo phát cơm, người ta phải nấu ăn, người ta phải chữa bệnh, người ta rất là nhiều việc, người ta không có rảnh để lo một cái thằng Trung Quốc khi như anh. Nhưng tôi rảnh mà sáng giờ tôi cũng bận lắm, giờ tôi rảnh tôi lên trả lời anh. Tôi trả lời cho những cái đứa mà ở trên TikTok á, mà người Việt mà trẻ trâu á, mấy đứa nhỏ trẻ trâu á, nó ăn chưa tới, nó suy nghĩ chưa có xong đó. Mấy đứa nhỏ đó nó học còn không xong mà, rồi bản thân tụi nó còn ăn chưa xong lo chưa tới thì nó đi theo anh là đúng rồi. Tại vì biết sao mà tôi phải lên trả lời cho mấy đứa nhỏ nhà tôi nó thông não ra lại. Chứ công sức của ông cha ta để lại mà bị tụi nó phá thì uổng lắm. Em phải trả lời lại cho mấy đứa nhỏ nhà em nó nghe. Anh Trung Quốc Huy em nói nghe nè.
kép không vô trọng, không có chữa bệnh gì hết hả? Anh núp ở dưới giường bệnh viện Việt Nam sao anh biết không có chữa trị? Anh ngồi tuốt bên Mỹ mà anh biết ở Việt Nam F0 không có chữa. Mấy cái này là đi sâu vô cái việc mà dịch đó, thì anh không có phản biện nha mấy em, anh chỉ xin anh nghe thôi. Ý, anh sợ nó vừa thôi, anh núp ở dưới gầm giường hay sao anh biết hả? Anh nói F0 ở trọng không có chữa trị, anh vô fanpage của tôi đi anh nhìn, bác sĩ một bệnh nhân thôi mà 6 đến 7 bác sĩ chữa. Anh ơi, anh núp ở dưới giường bệnh viện của Việt Nam tụi tôi hay sao mà anh biết là không ai chữa? Còn con nào thằng nào mà nó nói rằng vô F0 mà không có chữa, kêu nó ra đây, kêu nó ra đây, yêu cầu chính phủ Việt Nam tống nó vô trong kia nhốt cho nó ở một mình đó nó chữa. Anh hiểu không? Anh đưa ra đây, nếu anh nói rằng thằng nào con nào nói là đưa vô bệnh viện mà không chữa trị, kêu hết tên tuổi nơi đang cách ly, yêu cầu chính phủ Việt Nam lùa nó vô hết một chỗ, trả nó về nhà, niêm phong luôn cái chỗ đó, chặn không cho nó ra ngoài tiếp cận với những người bên ngoài, tự chữa nha. Nói cho anh nghe, chừng nào mà anh đang ở Việt Nam, anh đang núp ở dưới, anh chỉ tối ngày anh núp ở dưới gầm giường thôi, anh chỉ là một thằng núp dưới gầm giường, anh vỗ ngực xưng hô với ai vậy? Anh nói cho anh nghe nè, cái fanpage của tôi đăng bài á, tôi để cái bài là tiến về Sài Gòn tao quét sạch giặc thù, mấy anh cũng nhảy vô trộn chửi tôi không ra gì, nhưng mà anh chửi lầm người rồi. B52 bắn còn có lũng ha, B52 bắn còn có lũng. Tôi nói cho anh Trương Quốc Huy nghe nè, bây giờ anh nói rằng là Việt Nam nó làm cái trò sao đưa hết tết cho nó đưa hết mọi người vô trong cách ly để làm gì, xếp hàng vậy đó hả? Sao anh chỉ nói được Việt Nam mà anh không nói nước khác vậy? Mình ở bên Tây rồi thì mình phải nói chuyện Tây chút ha. Bây giờ anh nói chuyện Việt Nam, anh ở đâu, anh ở Mỹ mà anh nói chuyện nước tôi không, mà thôi giờ tôi nói chuyện nước khác đi ha. Bây giờ tôi lấy cho anh so sánh là cho cái đầu của anh khôn ra với mấy cái đứa nhỏ nhà tôi nó khôn ra nha. Nói nè, thứ nhất anh nói là Việt Nam á ăn tối ngày lùa hết người này người kia đi vô cách ly hả? Bây giờ tôi nói chuyện nước tôi trước nè, nước tôi đang ở vùng dịch ngày 14 tháng 5 cho tới hôm nay là ngày 20 tháng 7, chúng tôi vẫn ở trong nhà hơn 70 ngày qua, tụi tôi không làm được một đồng tiền nào đó, chính phủ không lùa nó đi cách ly cho nên nó gần 70 ngày qua mà tụi tôi vẫn phải ở trong nhà như vậy nè, cứ hôm nay xong tới ngày khác này nọ, đừng có nhìn đi sâu xa, nhìn đây. Còn nữa anh nói sao? Chính phủ đâu? Tại sao mà chính phủ đâu mà tại sao mà không lo cho dân mà tối ngày kêu gì ủng hộ? Anh ơi, anh nói chuyện sâu lớn mà ngu quá vậy? Chính phủ đâu có đứng lên kêu ủng hộ? Chính phủ chỉ kêu ủng hộ về cái vấn đề tiền vaccine thôi. Anh ơi, anh bậy rồi, anh lớn rồi, anh ăn cơm, anh ăn bậy được. Anh đừng có nói bậy, anh hiểu không? Chính phủ không hề kêu, đây là tấm lòng của bà con. Tấm lòng của bà con, ta gọi là gì? Ta nói gì, một giọt nước đào còn hơn ao nước lã. Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Lá lành đùm ra rách, lá rách đùm lá kia tua. Đây là cái câu văn mà ông cha ta dạy xưa giờ. Anh ơi, anh Huy ơi, anh đi lâu chắc anh quên. Không, nó biết đó chứ. Không, em ơi, em này coi thường nó quá. Nó biết á, nhưng mà tại vì nó kiếm tiền YouTube thôi. Chứ ngày xưa đó, khi mà nó ở trại Việt Nam 6 năm, rồi xong rồi đi qua bên Thái Lan tị nạn, thì cũng có cái lá lành đùm lá rách đùm lá te tua thì nó mới được qua bên Mỹ. Chứ nếu mà không có những cái lá đó thì cuộc đời nó đâu có được đi qua bên Mỹ nó làm YouTuber, đúng không? Để giờ nó dạy khôn thiên hạ và để cho gọi là chính phủ Mỹ dưới thời ông Donald Trump đánh mất một nhân tài chống dịch đẳng cấp quốc tế. Nếu mà chính phủ Mỹ Donald Trump mà biết cái ông biết thằng này chừng năm thôi là bảo đảm là ông ở lại Nhà Trắng là cái chắc, đúng không? Vậy thì ông Trump ổng mất ghế đó là tại vì ổng gọi là ổng không biết trọng dụng nhân tài. Đó, cái năm 2020 là cái năm bùng dịch ở bên Mỹ rất là ghê. Đúng không? Mình phải tới Bonsa mình rước thằng này về làm cố vấn tối cao cho tổng thống, nó chỉ chiêu cho chống dịch, bảo đảm là nước Mỹ không bị dịch, đúng chưa? Nước Mỹ không bị bùng dịch là kinh tế nó không bị xuống, người ta không bị chết, cái làn sóng bất mãn ông Trump nó không nổi cao như vậy thì khỏi bầu cũng ăn nữa. Lúc đó là ông Biden ông tự thua luôn, ông nói thôi khỏi bầu chi cho tốn phiếu, mình thua bạn luôn. Đó, nên sai lầm chiến lược của chính phủ của ông Donald Trump là cái chỗ là không phát hiện được một nhân tài bonsa. Chứ còn mà cái màn mà lá lành đùm lá rách đùm lá tỏ tơi là nó có mới rước nó tự bên Thái Lan qua bên Mỹ được.
thấy không? Chứ còn người ta đi bình thường là ta ra tới sân nhất xong ta đi qua Mỹ, chứ người ta đâu có đi qua Thái Lan đâu ba. Mà những cái trường hợp mà đi qua Thái Lan xong rồi đi Mỹ, đó là những trường hợp cực kỳ nhạy cảm. Anh xa quê hương lâu chắc anh quên à, với lại tuổi của anh dạo này á à, đó có nhiều đứa bắt đầu nó vô rồi đó. Chắc cái tuổi này nè mọi người, những cái bọn mà phản quốc nó đem vô rồi đó nè, tư mắng tư gì á là mọi người cứ chửi nó đi, chửi đã đi, chửi cho nó khi đàn cho nó sáng não ra. Trời ơi, anh ơi nói nghe nè, em nói cho anh nghe nè, cái đó tấm lòng của bà con thì cũng giống như vậy. Miền Trung lũ lụt hàng năm luôn. Mấy cái đoạn này là đoạn giải không? Tôi up lên rất rõ ràng các bạn đó. Thôi nói chung á là chị cái bạn này, bạn livestream cũng khá là dài trên cái bay của bạn là FC Ngô Minh Thư nha các bạn. Như nãy mình cho bạn coi rồi đó. Thì các bạn vô tìm hiểu đi, tôi cũng không có biết gì về em này nhiều. Đó, tại vì có người nói là Duy Nguyễn nên reaction cái clip này đi. Thì cái người mà nhờ Duy Nguyễn thì có độ uy tín, có độ tin tưởng thì Duy Nguyễn reaction chút đỉnh cho nó vui thôi. Chứ còn hoàn toàn thì em kia ngồi lại bẻ là những cái đụng điểm của thằng đó. Đó, vậy thôi. Chứ cũng có gì, em đã được cái ưu điểm là nói chuyện dễ thương lanh lẹ, mà quan trọng em đẹp, em có quyền đẹp thiệt nha bạn, chụp hình đồ tướng tá rồi cũng ngon lắm á đó. Tướng tá cũng ngon lắm á chứ không như nhỏ kia đâu. Chị này mà thêm kiến thức sâu nhìn Duy nữa là bao hay, đâu cần đâu em ơi, mỗi người kiểu đúng không, như bị một người phụ nữ bình thường chửi nó mới nhục đó, cái đó là cái nhục đúng không, còn anh Lâm đâu thèm nói tới đâu. Nó là sự khác biệt. Đàn ông á, mà bị người phụ nữ bình thường người ta nói đúng á, nó mới nhục. Hiểu không?